mỹ nhân si trông có vẻ bé hạt tiêu ai rè lại sở hữu chiều cao rất đáng nể điền hi vi nằm trong top quyến rũ nhất lứa sau 95. triệu lệ dĩnh ăn đứt bản sao lộ tư trong làng giải trí hoa ngữ có những sao nữ thường khiến khán giả hiểu nhầm về chiều cao đó ví dụ như triệu lệ dĩnh dương tử hay ngu thư hân này. khi nhắc đến họ đa phần khán giả đều có cảm giác họ sở hữu dáng người thuộc hàng khiêm tốn nhất nhì si thế nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn nếu biết chiều cao thật của họ đảm bảo mọi người sẽ phải bất ngờ cho mà xem Ngu Thư Hân Nhắc đến Ngu Thư Hân, đa phần khán giả sẽ nghĩ ngay đến khuôn mặt bầu bĩnh cùng những biểu cảm đáng yêu của cô nàng này nhỉ. Nhờ lợi thế đó mà tinh nhị đại khách tiếng Sứ Trung chuyên nhận những vai ngốc bạch ngọt trên phim và luôn được khán giả yêu thương ủng hộ đó. Cũng vì khuôn mặt bánh bao mà người ta cũng hiểu nhầm về chiều cao của Ngu Thư Hân luôn. Thật ra, cô chiêu này cao đến 1m69 lận, dáng người cũng cực kỳ thon thả. Chỉ là vì không định hình được phong cách, gu thời trang có phần diêm rúa cầu kỳ, lại thêm khuôn mặt không ăn nhập với vóc dáng nên cô mới bị xếp vào hàng tứ đại phèn nữ si bít đó. Trần Giao Trần Giao là sao nữ có sắc lại có tài nhưng đáng tiếc nghiệp diễn quá mờ nhạt. Tính đến nay cô đã làm diễn viên được 7 năm rồi, số lượng phim ảnh lên đến hàng chục. Vậy mà khán giả vẫn chỉ nhớ mỗi nhạc khởi la trong Pháp Sư Vô Tâm mà thôi. Với đôi mắt tròn cùng khuôn mặt xinh xắn như trẻ thơ, Trần Giao luôn mang đến cảm giác mong manh bé bỏng cho khán giả. Thế nên, người ta cũng vô tình bỏ quên sự thật là cô cao đến 1m7, con số mà sao nữ nào cũng phải ghen tị đó. Hy vọng, công ty quản lý sẽ tận dụng được ưu thế của Trần Giao xây dựng hình tượng thích hợp cho cô. Đừng bỏ lỡ một sao nữ tài sắc vẹn toàn như vậy. Điền Hi Vi Một cái tên khác trong Cbiz gây hiểu lầm về chiều cao chính là Điền Hi Vi đó. Với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười ngọt ngào cùng những màn nhập vai xuất sắc trong khanh khai nhật thường hay Điền Canh Kỷ, Điền Hi Vi đã vô tình tạo nên hình tượng bé bỏng nhỏ nhắn trong lòng khán giả. Thế nhưng, sự thật lại khiến người ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Hóa ra, Điền Hi Vi sở hữu chiều cao 1m68. Mà không chỉ thế thôi đâu, vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1997 này còn cực kỳ mờ lem, khiến biết bao người phải say đắm, ngẩn ngơ mỗi khi diện đồ táo bạo đó. Dương Tử Chắc ít người biết rằng, Dương Tử cũng sở hữu chiều cao được nhiều cô gái mơ ước là 1m67 đó. Đây được coi là con số chuẩn nhất trong làng phim hoa ngữ vì tạo được sự chênh lệch vừa phải với dàn sao nam, tăng cảm giác cặp đôi. Thế nhưng, nhiều người vẫn đinh ninh, nữ chính trường tương tư lại thuộc hàng thấp bé nhỏ con, lý do cũng dễ hiểu thôi vì dương tử có tạng người uống nước cũng mập tỷ lệ chân và lưng không được cân đối lắm đã thế đoàn đội cô ngày xưa còn không giỏi chọn đồ toàn khiến nữ diễn viên rơi vào cảnh xấu khoe tốt che nhưng giờ đã khác rồi dương tử lên hương thời trang nên chẳng còn gây hiểu lầm về chiều cao nữa triệu lệ dĩnh chắc mọi người đều biết triệu lệ dĩnh là sao nữ có số đo giày nhỏ nhất hoa ngữ nhỉ chỉ mang vừa size 34 mà thôi không chỉ chân thôi đâu mà cả tay của cô cũng khá nhỏ xinh Điều này vô tình khiến khán giả đều nhận định dáng người của Triệu Lệ Dĩnh rất khiêm tốn, chẳng thể chạm ngưỡng 1m6, chỉ tương đương với Cúc Tịnh Y và thấp hơn Triệu Lộ Tư. Thực tế, cô nàng cao 1m65 đó, trong khi bản sao họ Triệu thì cao có 1m61 thôi. Đây là cũng là lý do sau khi thăng hạng gu thời trang, cô được nhiều nhãn hàng o bế hơn đó.